Ui con này phải mấy cân? Lại phải 4 5 cân nhỉ. Ui. Anh em ơi. Phê. Ui, vuông. To nhỉ. Con 5 con vậy mà. Này nó khai trương quả vợt mới. Con đem vào kia con ạ. Dạ, vâng. Nhưng bây giờ con mày cho đây nó. Tí đổ bà sợ nó chết mất. Ừ. Ui con này ăn đi phê. Lúc bà mẹ không mua về không? Vâng. Lúc bà mẹ ăn sai. Bỏ thật đấy. Cần. Nó bảo giờ cháu ăn nó cho bà phúc thế mà cháu ăn con khó bảy thằng quên tất cả bà. Ừ. Đồng thế. Nó bảo mời bà ăn nhiều quá, bà cho bà thì ăn không đủ. Ai à. Chặt quá. Ôi. Ua. Cho bố. À, vâng. Câu được cái phải thịt luôn nhỉ. Thì dùng cái vầy nó khiếp nhỉ. Vầy nó phóng to từ cái lần. Xó cái biết ngay, xó cái dép nhìn người biết ngay. Đó này cũng là dã man rồi. Cao thủ chặt cán luật. Bây giờ mẹ già lúc quay này là cảnh luôn đấy. Cao thủ chặt cán luật anh em nhé. Cái hộp con cá là sướng nhỉ. Mổ đây. Bà chiến vlog. Bà chiến vlog. Quay cả ngày làm cá. Ừ, làm cá đây. Bà chiến về lốc làm cá. To. Về lốc. Này chắc thịt đấy. Ăn được sướng lắm. Con này ăn hơi bị sướng nhưng này thiên nhiên mà. Giống này nó chỉ ăn cá con thôi, quá nào nó ăn mồi mình. Này đóng trúng mồm luôn. Đói rồi đó. Lâu lắm rồi. Mấy năm rồi. Trồng sướng rồi. Vây rồi nó sướng. Cá to mất vả. Cao bằng sướng rồi. Ai sống mà. Chặt vậy vẫn sống nhỉ. Khỏe, mùa đông cá để chả khỏe. Tất cả đây, quay mẹ lên, lấy mẹ đưa xuống đi. Đục phi này 1 cân 1 con. Thì cái vảy nó đã màn. Vảy nó to, khiếp khủng. Mà thế này mà thầy nói gọi không đúng nhỉ. Gì? Thầy nói nó gọi bà Hiền bảo làm cái gì mà cứ té nửa thế này, cạo này té nửa ra. Thế lúc bà ấy, mình buồn cười bà ấy gọi mình cái cũng làm cái gì cũng té nửa thế này. Gọi đúng không? Làm thịt cá.
bà không gọi làm thịt cá ở cái nào cái gì cứ té nữa này, lúc bà gọi mình cũng làm cái gì mà té nữa. Vầy to cá này ăn sướng đời. Sướng cá này nó khỏe thật, nó kéo một phát mà nó vèo vèo vèo, cứ tưởng là lúc đóng con chuôi sáng đóng con chuôi rồi, chuôi cũng bé bé còn đấy là cân nó quái, đóng con vượt nhìn cái mấy cái gì cái hòn đá mài ở cái chỗ đá mài chậu nào. Thế nào cơ trên giá thế đá mài mới thịt được cá à? Đóng cá to nó kéo sướng thật, sướng tay hẳn. Cá con trâu mà giống này nó khỏe nó đóng này cho con mày chỉ ăn nhưng nó béo mà tí nó gầy quá đóng hẳn mò mồm mà khỏe thật thịt luôn. Ôi dồi ôi, lâu hết thịt. Lâu thịt. Lâu thịt. Sợi to nhỉ. Các cần thủ đi câu cá bắt con nai về làm thịt. Sướng thôi rồi. Giống này này ăn sạch toàn ăn cá con, còn vớ vẩn như bọn đồ phi. Đồ phi bàn tay. Cá con mà, đây giữ ra mình ra con rác thiên nhiên. Ăn chắc thịt. Kì nhìn khu cá đỏ go xích nhỉ. Này mùa đông này làm nấu ăn này tuyệt vời luôn anh em ạ. Nào câu không biết làm cá bảo bà làm cho trăm bạn một con thôi. Anh em nào câu được cá to quá không nào được để bà chiến về lốc bà làm nhá. Trăm bạn một con. Trăm bạn một con. Sướng thật. To như con trâu. Cao thủ chặt cá. Này sắp ra mà nhúng nổi tuyệt vời. Ngon lắm, cá này ngon lắm, thịt anh trắng luôn. Trời thích nhỉ. Chảy linh đập cũng không được. Vớ cả thớt. Bao năm rồi con này. Máu tươi thịt trắng trắng lớn này. Bao nhiêu khúc nhỉ nhỉ. Mắt sáng như bi, cái này con này mang nó sắc lắm. Này, mắt con này sáng như bi. Thở đánh mất tay, mang nó sắc như rào như sắc rào. Sắc như rào luôn. Sắc đã mà. Cước chiều vào trước câu một con cước vào nó xước mất một nửa cước. Mày con này hôm nay nó đóng vào mồm nhưng mà nó chém vào gì cũng không vào cước. Mặt luôn. Này nó chỉ ăn vào buổi tối thôi, quá là ban ngày này nó cũng cắn. Bạn này cũng ngon. Dạ vậy. Ôi giời, vẫn sống. Mồm không vẫn sống. Khiếp nhỉ. Vẫn ngáp. Tuyệt vời. Bóng bóng ngon. Khiếp cái đầu nó lại không còn thở được. Ôi giời, trông kinh nhỉ. Có thịt. Ai à. Nẩu. Đúng nẩu quên chết đi.
thịt nó ngon. Đúng một chậu thịt luôn. Khiếp nhỉ, cái này nó sống gai nhỉ. Ai, à, còn là ok. Khó quá, khó làm cái gì nữa. Chưa nó cứng, nó khó. Con cho con câu ngày ăn bằng tuần ăn ba con này béo. Chịu khó lấy câu ngày một con luôn. Nhà đặc biệt danh nhà còi. Đặc biệt danh nhà còi. Đúng một chậu thịt, chả mà. Chịu khó mà câu tận bộ vợ nhà béo. Bộ cho vợ nó béo mỗi tháng mình nó 2 cân rồi nó. Tháng được 2 cân. Răng sắc nó đi thành chợ là sao nó còn nên nó gầy thế. Rồi người ta kêu tao, ôi dồi ôi, một tuần nó chỉ ăn mấy bữa nó nhịn để được cái dáng vậy đấy. Bọn nó kinh thành nó kiểu nó ăn lên dưới cân đấy. Xong. Xong. Rồi nấu. Cao thủ chặt cá. Tỏi vào đây to nhé. Cho sống luôn. Rồi hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha.